Madonna. Thưa quý vị, trên thảm đỏ của chúng ta lúc này cùng với ông Nguyễn Hảo Quân và đại diện chính là chị Nguyễn Quyền Châu, CEO của Nova Fashion Retail. Qua đây là con. Dạ, nghe có nghe cái dấu á chị. Em tránh đen á chị. Mấy em trước nè, nhìn mấy em ơi, nhìn mấy em ạ. Rồi, 1, 2, 3. Nhìn mấy em ơi. Lúc này chúng tôi rất vui mừng được chào đón chị Khả Lệ trên thảm đỏ của chị ơi, mấy em. Business Việt Nam. Chị ơi, 18 đấy hả? 2, 3. Mấy tỷ đô, à mấy tỷ Ủa sao chị Tú qua đây? Hình video kia ghi hoài em anh. Vâng thưa quý vị, lúc này đây thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe là Minh Tú thì Minh Tú cũng thi cùng với các thí sinh của mình. Không biết là tối hôm nay Minh Tú và các thí sinh của Minh Tú ai hồi hộp hơn? Xin được cảm ơn những chia sẻ của hoa hậu siêu mẫu Minh Tú và xin được chúc cho những điều mà Minh Tú mong đợi sẽ trở thành hiện thực trong buổi tối đêm nay và trân trọng kính mời ông Nguyễn Hảo Quân sẽ tiến lên thảm đỏ để có thể chụp ảnh lưu niệm với hoa hậu và siêu mẫu Minh Tú lúc này. Chúng tôi được chào đón MasterChef Chuck Lee. Chúng tôi sẽ được chào đón. Lúc này đây chúng tôi sẽ được chào đón siêu mẫu An Thư. Và cùng với siêu mẫu An Thư lúc này là nhà thiết kế Tony Hoàng.